lộ loạt ảnh tình bể bình hiếm hoi giữa Hòa Minzy và người yêu đại gia. Không những được nhắc tên thông qua sản phẩm âm nhạc, mà thời gian gần đây, Hòa Minzy còn gây chú ý bởi chuyện tình cảm với doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải. Cả hai công khai hẹn hò hơn nửa năm và khiến nhiều người ghen tị bởi những màn đối thoại đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Mới đây nhất trên Instagram, Minh Hải bất ngờ chia sẻ một số khoảnh khắc thân mật của anh và Hòa Minzy. Các fan cũng có dịp ngỡ ngàng khi bỗng dưng anh đăng đàn những giây phút người yêu trở nên bé nhỏ bên cạnh mình. Có thể thấy họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi nhưng chỉ hạn chế công khai trên mạng xã hội. Theo như chia sẻ của bạn trai, đây là phút ban đầu, cũng có thể những bức ảnh này được thực hiện khi cả hai mới hẹn hò. Hòa Minzy mạnh mẽ vượt qua sự chỉ trích của dư luận, nhưng khi bên người yêu, cô trở nên nũng nịu và nhỏ bé thế này đây. Người yêu của nữ ca sĩ dù còn trẻ nhưng sớm sở hữu khối tài sản, không gian sống khiến mọi người phải choáng ngợp. Đã có không ít lần cô bị rơi vào nghi vấn hẹn hò vì gia thế, nhưng ngay lập tức giọng ca rời bỏ đã lên tiếng phản bác. Cô cũng rất bất bình trước những lời bịa đặt rằng mình xài hàng hiệu bằng tiền của Minh Hải. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn khẳng định không có chuyện đó xảy ra. Đến nay, fan của Hòa Minzy cũng rất vui khi thấy thần tượng của mình thành công trong sự nghiệp ca hát, vừa có được hạnh phúc bên cạnh bạn trai. Dù đã công khai hẹn hò hơn nửa năm, nhưng họ cũng rất hạn chế khi nhắc đến nhau trên truyền thông và các hình ảnh thân mật của đối phương. Có lẽ cô cũng không muốn chiếm sự quan tâm của người hâm mộ bằng những câu chuyện đời tư.